50 năm không hẳn là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn để tạo nên một thương hiệu, tạo nên những thế hệ mang tên FTU. 50 năm về trước, tức là vào năm 1960, Trường Đại học Ngoại thương chính thức ra đời, do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý, và đến năm 1963, Trường Đại học Cán bộ Ngoại giao, Ngoại thương được thành lập trên cơ sở mới, tại số 91, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1967, trường đã được chia tách về Bộ Ngoại thương và chính thức mang tên hiệu Trường Đại học Ngoại thương. Trải qua hơn 50 năm lao động, phấn đấu, phát huy và cống hiến hết sức mình, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Với nguồn nhân lực hơn 80% giảng viên được đào tạo ở các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của Việt Nam và thế giới. Với khẩu hiệu chất lượng, uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín, một trường đại học có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới. Đại học Ngoại thương hiện có 3 cơ sở chính thức, cơ sở 1 đặt tại Hà Nội, cơ sở 2 đặt tại số 15 đường D5 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở Quảng Ninh được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 2009 tại địa điểm số 260 đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, mảnh đất nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh mang tầm cỡ quốc tế như Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, kinh đô Phật giáo Việt Nam. Với bề dày thành tích 50 năm của nhà trường, cơ sở Quảng Ninh nhanh chóng được tu bổ, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, làm việc và nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Năm 2010, trường đã tuyển sinh lớp cao học đầu tiên. Đến năm học thứ 2 này, trường đã đào tạo các hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng 2 và hệ đào tạo thạc sĩ với tổng quy mô trên 700 sinh viên. Năm 2011, nhà trường đã chào đón khóa sinh viên K50 chính quy đầu tiên chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn. Dưới sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ và trí thông minh sáng tạo của mình, các em đã đem đến cho ngôi trường một làn gió mới, đồng thời khẳng định sự hiệu quả, chất lượng và thương hiệu Ngoại thương. Và tất cả đã sẵn sàng chào đón những sĩ tử hiện đang miệt mài học tập để vượt qua kỳ thi đại học gian nan, khốc liệt phía trước và trở thành một tân sinh viên Đại học Ngoại thương. Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh hiện gồm có 4 ban: Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên, Ban Hành chính Quản trị, Ban Quản lý Khoa học và Công tác Chuyên môn. Khu làm việc của nhà trường hiện nay đặt tại một vị trí đắc địa với tổng diện tích hơn 6 hectare, môi trường xanh, sạch, đẹp, quy hoạch tổng thể hiện đại và có quy mô tầm cỡ, bao gồm 6 tòa nhà chính. Nhà A, khu làm việc của cán bộ nhà trường. Nhà B, giảng đường. Nhà C, thư viện và phòng học đa năng. Nhà G, nhà nghỉ giáo viên. Nhà K, ký túc xá sinh viên. Nhà H, hội trường chính. Các ngành học hiện đang đào tạo tại trường: 1. Hệ đại học chính quy, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn. 2. Hệ vừa làm vừa học, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, ngành tài chính ngân hàng, chuyên ngành ngân hàng thương mại. 3. Hệ văn bằng 2, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế, ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. 4. Hệ đào tạo thạc sĩ, ngành quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Các ngành tuyển sinh vào năm học 2012-2013: 1.
hệ đại học chính quy, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, 60 chỉ tiêu. Chuyên ngành kế toán, 70 chỉ tiêu. Chuyên ngành kinh doanh quốc tế, 70 chỉ tiêu. 2. Hệ cao đẳng, chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế, 100 chỉ tiêu. Học tại Quảng Ninh không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của các thí sinh đã dự thi khối A, A1, B1, 2, 3, 4, 5, 6 vào trường và các trường đại học khác trên cơ sở hồ sơ xét tuyển. Đến với môi trường học tập và làm việc của Đại học Ngoại thương, các sinh viên không chỉ miệt mài đèn sách với những chương trình học tập, nghiên cứu mà còn tham gia và cống hiến hết mình với những phong trào đoàn, hội, sinh viên, các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ. Qua ngày hội tư vấn thông tin tuyển sinh hôm nay, hy vọng rằng sẽ giúp các sĩ tử hiểu biết hơn và có một động lực mạnh mẽ để trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương. Chúc các em thành công!